vui được gặp lại quý vị trong phần 2 của bản tin FNC Thế giới tối ngày hôm nay mùng 5 tháng 12. Kính thưa quý vị, đến ngày thứ hai của Hội nghị Bộ trưởng Thương mại các nước thành viên WTO, thì Ấn Độ vẫn kiên quyết giữ vững lập trường là không nhượng bộ về vấn đề trợ cấp thực phẩm. Như vậy là cơ may cho WTO đạt được một thỏa thuận chung tại Bali là rất mong manh. Lại một lần nữa, Bộ trưởng Thương mại Ấn Độ khẳng định nước này sẽ không thỏa hiệp hay nhượng bộ bất kỳ điều kiện nào ảnh hưởng đến chương trình trợ cấp lương thực, mà chương trình này lại chính là yếu tố đang cản trở WTO đi đến một thỏa thuận chung của 159 nước thành viên. Vì theo các quy tắc quốc tế, chính phủ các nước phải ngừng thực hiện các hành động trợ cấp, bảo hộ thị trường trong nước hay cấm xuất khẩu. Chúng tôi không đến đây để gây khó khăn cho hội nghị lần này. Ấn Độ luôn muốn hội nghị ở Bali đạt được kết quả tốt nhất, nhưng đó phải là một kết quả công bằng. Tôi đã làm rõ quan điểm không thỏa hiệp của Ấn Độ đối với chương trình trợ cấp lương thực, chẳng thà không đạt được thỏa thuận, còn hơn là chấp nhận một thỏa thuận không tốt. Ngoài Ấn Độ thì Trung Quốc và Indonesia cũng có chương trình trợ cấp thực phẩm. Nhưng theo đề nghị của Mỹ, hai nước này chấp nhận ngưng chương trình này, đổi lại sẽ không phải đối mặt với những biện pháp trừng phạt từ WTO trong 4 năm tới. Mặc dù vậy, Ấn Độ vẫn giữ nguyên lập trường và cánh cửa để WTO đạt được một thỏa thuận chung nào đó bây giờ đã thật sự rất hẹp. Thông tin từ Wall Street Journal cho biết iPhone sẽ sớm được nhà mạng China Mobile của Trung Quốc phân phối chính thức tại nước này. Đây được xem là bước tiến của Apple trong quá trình chinh phục thị trường đông dân nhất thế giới này. China Mobile là nhà mạng lớn nhất Trung Quốc với gần 700 triệu thuê bao, gần gấp đôi số dân của Mỹ. Sau một thời gian đeo đuổi thì cuối cùng Apple cũng đã ký được hợp đồng phân phối iPhone với China Mobile. Theo nguồn tin không chính thức thì China Mobile có thể bắt đầu bán iPhone vào cuối tháng 12 này, sau sự kiện ra mắt dịch vụ 4G vào ngày 18 tây sắp tới. Cách đây một tháng thì iPhone 5S và 5C cũng mới ra mắt. Apple đã hỗ trợ dịch vụ TD-LTE của China Mobile. Mục tiêu của Apple khi bắt tay với China Mobile là để nâng thị phần của mình tại Trung Quốc. Dù thống trị ở Mỹ và phổ biến ở nhiều nơi khác, song ở Trung Quốc thì iPhone đang mất vị thế vào tay nhiều hãng địa phương. Trước China Mobile, hãng Apple chủ yếu được phân phối qua China Telecom và China Unicom. Nhưng dĩ nhiên so với đại gia China Mobile thì hai đơn vị trên không thể sánh bằng về độ phủ sóng. Tuy nhiên vẫn còn nhiều điểm chưa rõ ràng về thương vụ của Apple và China Mobile. Ví dụ như người dùng của China Mobile sẽ được hỗ trợ bao nhiêu tiền nếu mua iPhone. Kinh tế Mỹ liên tục nhận được nhiều thông tin tốt và cũng như mọi khi thì các dấu hiệu tích cực này lại khiến người ta băn khoăn liệu Fed có sớm rút lại chương trình mua trái phiếu hàng tháng của mình hay không. Số việc làm ở khu vực tư nhân tăng mạnh, thâm hụt thương mại được thu hẹp, doanh số tiêu thụ nhà mới xây cũng nhảy vọt lên mức cao nhất trong hơn 33 năm qua. Điều này cho thấy chuyện tăng lãi suất thế chấp chẳng ảnh hưởng gì tới sự phục hồi của thị trường này. Tất cả những dữ liệu trên chỉ có thể quy về một đầu mối duy nhất, liệu bấy nhiêu có đủ để Fed rút lại chính sách nới lỏng định lượng của mình. Tôi nghĩ thị trường nên chuẩn bị tinh thần chuyện đó sẽ xảy ra vào đầu năm sau, vào khoảng tháng 1 hay tháng 3. Tôi nghĩ khoảng 60% là vào cuộc họp tháng 3. Các chuyên gia kinh tế cũng tỏ ra rất lạc quan khi nói về kinh tế Mỹ, mặc dù bên cạnh các dấu hiệu tích cực, cũng còn cái này cái kia chưa được như kỳ vọng. Nhưng nhìn chung tất cả đều đồng quan điểm rằng tốc độ hồi phục của kinh tế Mỹ đang rất ổn định. Chúng tôi không ngạc nhiên với tốc độ hồi phục hiện tại. Thị trường nhà ở là luồng gió căn buồm con thuyền kinh tế Mỹ, nhưng ảnh hưởng tiêu cực về vấn đề tài chính cũng đã bắt đầu nhạt đi rồi. Nhưng nói gì thì nói, trong suốt một năm qua, ai cũng thấy Fed là một cơ quan hay thay đổi, và chỉ cần một báo cáo, một dữ liệu về tình hình việc làm hàng tháng cũng có thể củng cố hoặc làm lung lay kế hoạch rút lại gói QE của cơ quan này. Hàng ngàn người đã tụ tập bên ngoài tòa nhà Quốc hội Nhật Bản vào hôm thứ Tư để phản đối dự luật có khả năng được thông qua trong tuần này. Dự luật này cho phép mở rộng khái niệm bí mật quốc gia và tăng hình phạt đối với những ai tiết lộ những thông tin này. Một số người phản đối dự luật này cho rằng sự việc có liên quan đến vấn đề điện hạt nhân. Một dự luật có khả năng được Quốc hội Nhật Bản thông qua trong tuần này sẽ cho phép chính phủ giữ bí mật ở nhiều ngành nhạy cảm, trong đó có ngành hạt nhân. Dự luật này sẽ được trình lên Thượng viện vì đã được Hạ viện thông qua tuần trước. Việc thông qua dự luật này có khả năng cao vì chính phủ đương nhiệm của Nhật Bản lãnh đạo cả hai viện. Dù bị người dân phản đối nhưng chính phủ vẫn cố tình thông qua dự luật này, chúng tôi sẽ không bao giờ chấp nhận điều đó. Những người biểu tình đã tạo thành một vòng vây người bao quanh Quốc hội, truyền thông, các nhà xuất bản và luật sư cũng tới để phản đối điều luật này. Từ sau sự cố nhà máy điện Fukushima dẫn tới việc đóng cửa các lò phản ứng hạt nhân, Nhật Bản lâm vào tình trạng thiếu hụt năng lượng cho sản xuất và phát triển kinh tế. Chính phủ muốn mở cửa lại các lò phản ứng hạt nhân nhưng vấp phải sự phản đối của công chúng, những người cho rằng phát triển năng lượng hạt nhân là một hiểm họa đối với môi trường và sức khỏe của người dân.
Một nhóm phóng viên của Reuters đã lần ra những khu trại bất hợp pháp tại Thái Lan, nơi những người tị nạn Myanmar bị bọn buôn người hành hạ, tra tấn, biến họ thành nô lệ và những món hàng để buôn bán hoặc để đòi tiền chuộc. Chúng tôi đang ở trong một khu rừng già tại miền Nam Thái Lan. Gần đây là một khu trại có hàng trăm người Hồi giáo Rohingya từ Myanmar. Họ đã bị bọn buôn người đưa đến đây. Nhiều người bị đánh đập, lạm dụng, nhiều người thì bị bán đi làm nô lệ. Kể từ năm 2012, phóng viên Jason Sepp cùng đội của ông đã lần theo đường dây buôn người này. Những người Hồi giáo Rohingya từ Myanmar đã tìm đường qua Thái Lan để đến Malaysia với hy vọng về một miền đất hứa, nhưng không may mắn lại lọt vào tay bọn buôn người. Khi một người bị cưỡng chế làm những điều ngược lại với ý muốn của mình, thì vấn đề không còn là đưa người trái phép sang biên giới nữa, mà đó là buôn người. Chúng tôi đã nghe nói là có những trại người rất lớn ở Thái Lan, nơi những người Hồi giáo Rohingya không đủ điều kiện để đi khỏi biên giới Thái Lan để đến Malaysia hay trở về nhà. Họ bị đánh đập tàn nhẫn, có người còn bị giết. Đội phóng viên của Reuters đã tìm thấy 3 trại tị nạn trái phép gần biên giới Thái Lan và Malaysia. Những người tị nạn sẽ bị giam giữ cho đến khi có người đưa tiền chuộc. Nhóm phóng viên này cũng cho rằng có khả năng một số quan chức địa phương của Thái Lan đã làm ngơ trước tình trạng này. Chúng tôi đã mất một thời gian nói chuyện với người dân làng sống ở gần đó để tìm ra manh mối về những trại người này. Ban đầu người ta không muốn nói ra. Chúng tôi chỉ án chừng là các trại này nằm ở khu vực nào rồi bắt đầu thu hẹp phạm vi tìm kiếm. Sau đó qua nhiều lần thăm dò, chúng tôi biết đích xác địa điểm ở đâu và tìm một người dẫn đường đáng tin cậy. Chúng tôi đi xuyên rừng, đến một địa điểm thì không được phép đi nữa, mà phải bò trên mặt đất để đến càng gần càng tốt. Chúng tôi đã phải rất cẩn trọng và giữ im lặng bởi những người canh gác đều có vũ trang. Nếu nghe thấy tiếng động thì chúng tôi đến gần thăm dò, và như thế thì rất nguy hiểm. Khi rút lui thì chúng tôi đã nhận ra là mình đã đến rất gần trại tị nạn nhờ những người dẫn đường. Những người tị nạn này không còn lối thoát nào. Họ được đưa vào biên giới Thái Lan, nhưng không được gửi trả về Myanmar hay là gửi sang Malaysia. Giờ đây những người này được xem là không có nơi nào để về. Myanmar cũng không nhận lại họ. Malaysia cũng không có lý do gì để tiếp nhận những người tị nạn này. Chính phủ Thái Lan không biết xử trí như thế nào, nên đã để họ đến nơi mà họ muốn đến. Những kẻ buôn người đã lợi dụng điều đó và đưa họ đến những trại tập trung, sau đó đòi tiền chuộc hoặc là lạm dụng những người tị nạn này. Những trại tị nạn này không hợp pháp, nhưng việc chính quyền địa phương có biết về việc này hay không thì lại là một chuyện khác. Số phận của những người Rohingya chưa biết sẽ đi về đâu, trừ phi chính phủ Thái Lan có biện pháp dẹp bỏ các trại tị nạn bất hợp pháp này. Và tiếp theo đây sẽ là những nội dung nổi bật của phần cuối cùng bản tin FNC Thế giới tới ngày 5 tháng 12. Chứng khoán thế giới tiếp tục một ngày giao dịch ảm đạm. Thị trường chứng khoán Ấn Độ vẫn nhộn nhịp mặc kinh tế chậm tốc.